Đây là hình ảnh phóng viên báo Nghệ An ghi lại tại khu vực Hồ Điều Hòa, thành phố Vinh. Dù đã nắm được quy định cách ly xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19, nhưng không ít người dân vẫn chủ quan, lơ là, bất chấp lệnh cấm ra khỏi nhà dù không có việc thiết yếu. Rất nhiều lý do được trình bày: ra khỏi nhà để tập thể dục, chỉ đi ra đường dạo một lúc, đi câu cá. Lực lượng chức năng đã phân tích, giải thích cho người dân hiểu về tầm quan trọng của quy định cách ly xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đồng loạt ra quân chấn chỉnh tình trạng vi phạm quy định cách ly xã hội, lực lượng chức năng tại các phường xã đã tăng cường tuần tra xử phạt nhiều trường hợp. Thống kê nhanh, xã Hưng Lộc xử phạt 3 trường hợp, phường Cửa Nam xử phạt 7 trường hợp, vân vân. Thời gian tới, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã, Đội quản lý trật tự đô thị thành phố sẽ tiếp tục tổ chức tuần tra, kiểm tra trong nội đô, xử lý nghiêm các đối tượng, thành phần, phương tiện đi lại vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thành phố. Vậy nên điều mà theo quy định là anh chơi hiện tại